Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 -4298. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mặt muffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay bạn có thể có được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 5 đồng. Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với cà phê sáng một ngày thứ hai đầu tuần của tháng 8. Gửi lời chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy, rất là vui được anh Thụy trở lại vị trí này. Xin chào quý khán giả. Rất là nhớ Ngọc Lan, nhớ các bạn ở tại Little John TV. Buổi sáng sớm ra ngoài ban công để nhìn thấy biển sống lại nhớ tới lưu đất sài gòn tv rất nhiều khán giả cũng nhớ anh thủy khán dạ, giả <laughs> hỏi thăm anh thủy rất là nhiều hỏi anh thủy đi chơi có vui không à, rất là vui cảm ơn quý vị rất nhiều à, đi xa mà vẫn không quên công việc ở nhà vì vẫn phải theo dõi các tin tức hàng ngày mà trong đó có những cái tin mà chúng ta thấy rằng mình đặt ra câu hỏi không hiểu tại sao đó ngọc lan bởi vì trong thời gian qua quý vị thấy có nhiều tai nạn xe cộ mà sáng hôm nay nữa ở tại thành phố Galveston nữa cũng xảy ra những cái vụ mà những người uống rượu lái xe là chuyện chúng ta cũng đã nghe say rượu uống rượu lái xe đụng vào người khác chết. Nhưng mà cho đến giờ phút này đã người ta vẫn không hiểu được hai tai nạn ở Los Angeles mà trên xe hai người tài xế là người phụ nữ chạy với tốc độ trên 100 dặm một giờ. Một người thì xảy ra cái vụ ở Windsor Hills quý vị đã nghe vào tuần qua đó và đến giờ phút này đến ngay cái ngã tư của slosson và Laprea ở windsor hill vẫn còn rất nhiều người tụ tập đến chiều tối ngày hôm qua người ta vẫn tụ về đây thắp nến cầu nguyện cho gia đình à, tin tức là năm người nhưng mà thực sự nếu tính luôn đứa bé trong bụng mẹ đó là sáu người đó. cho nên à, bản tin lúc đầu thì nói là năm nhưng mà à, sau đó họ nói tính luôn đứa bé bởi vì à, người phụ nữ mang thai đã cũng đang chuẩn bị sinh đứa bé này đây là người phụ nữ và hôm nay thì mọi người đã biết được tên tuổi Cái câu hỏi đặt ra đó Ngọc Lan Bởi vì cái người y tá họ nói là y tá di động Thì chắc cô có giấy phép di chuyển từ Texas Cô là cư dân của Houston, Texas Sang làm việc ở California Cho nên họ gọi cô là uh, người y tá di động Tức là làm việc có giấy phép là đến uh, gặp gỡ um, bệnh nhân hoặc là làm việc cho một công ty tư nhân vân vân và lái xe cũng sang trọng lái chiếc xe mà mà đến giờ phút này người ta vẫn không hiểu vì lý do nào bà mà đường phố ở Los Angeles thì rất là đông xe và đúng vào buổi chiều hôm đó thì xe đông nghẹt hết không hiểu vì lý do nào vẫn chạy với tốc độ trên 100 dặm thì cảnh sát nói đó là họ vẫn đang à, bà vẫn còn trong bệnh viện và dự trù đó là có thể sau khi hồi phục ngày hôm nay hoặc là ngày mai thì sẽ được đưa ra tòa uh, tiền uh, uh, beo mới đầu là 2 triệu nhưng mà sau đó ngày hôm nay đó thì bên tòa nói rằng 2 triệu vẫn còn quá ít cho nên họ nâng lên cái số tiền beo là 9 triệu đô la yeah. không cho bà ra khỏi uh, uh, tiểu bang california luôn nữa câu hỏi đặt ra là cảnh sát nói rằng có phải uống rượu lái xe bởi vì họ vẫn còn đang kiểm tra máu rồi tất cả à, điều tra à, uống rượu lái xe hay là nghiện ma túy hay là vì vấn đề bị ảnh hưởng bởi ma túy. Nhưng mà làm thế nào để chạy với cái tốc độ 100 mà không nhìn thấy đường hoặc là đầu óc bị ma túy rồi hoang tưởng thấy cái đèn đèn đỏ là đèn xanh. Cho nên băng qua cả vào lúc mà À, đèn đỏ đã lên rồi mà chạy với tốc độ khủng khiếp để ủi vào chiếc xe mà à, như quý vị nhìn thấy đó nó cháy à, một chiếc xe đâm vào và đâm thẳng vào chiếc xe có cái gia đình với người phụ nữ mang thai trên đó. Ờ tin này thì xảy ra là hôm trưa ngày thứ năm yeah. thì qua sáng thứ sáu trong chương trình cà phê sáng Ngọc Lan có nhắc ừ. và đến hồi cùng ngày hôm hôm qua đó thì ừ. những cái tin tức cập nhật cho biết đó là trên cái tai nạn mà thương tâm nhất là xảy ra tại vì nguyên gia đình này thì người phụ nữ 23 tuổi đã đang có bầu 8 tháng ừ. trở trên xe một đứa con trai 11 tuổi cùng yeah. với lại uh, vị hôn phu của cô ừ. tức là ba người đang vừa mới ở bệnh viện ra đi khám thai về thì lúc đó là bị tông thì nguyên cái cả ba người trên xe này chưa tính cái thai nhi là đều đã chết hết trong cái trận yeah. cháy đó. Uh, riêng đối với lại uh, ngày hôm thứ Bảy uh, thì người ta đã xác định được tên của cái người y tá yeah. uh, là Nicole Linton 37 tuổi Y tá này giống như anh Thụy vừa mới nói là cô làm việc ở Houston, Texas rồi làm việc ở Los Angeles nữa hmm. Và theo một cái nguồn tin của một người bạn của cô nói với lại Kitty Eulay ah. đó Là uh, ngay tại thời điểm đó cô có uống rượu không thì cái người bạn đó không biết Nhưng mà cô ta vừa mới đánh nhau với bạn trai thì ah. cái chuyện đó là có đã vừa mới có thể là cô ta bị suy nhược cái tinh thần bởi vì mới đánh nhau với bạn trai của mình, à, rồi có người á thì nói rằng là chắc chắn là lúc đó cô ta vừa đang uống rượu vừa lái xe giống như là cái chuyện tình cảm ừ. cho nên làm cho cô ta không có còn lý trí nữa, cho nên cô ta tông thẳng luôn vào trong cái dòng người đó khi. Coi cho... như muốn tự tử luôn. Cũng không lúc biết. Lúc đó tôi khi mà khi mà tôi xem cái bản tin này tôi ừ. nói cái người chắc chắn cái người đó, đó là họ đang giận dữ muốn tự tử cho nên biết là mình chạy với tốc độ đó và không còn quan tâm tới những chiếc xe chung quanh nữa yeah. và cứ thế mà đâm đầu đi thôi ờ nói là tai nạn đó khiến cho uh, ba cái xe đều bốc cháy thì lúc đầu họ nói là năm người chết nhưng mà đến tối đó thì họ nói họ tìm trong một cái xe có một cái người chết nữa là sáu người rồi um, tám người bị thương mà trong yeah. tám người bị thương nặng đó tới có tới sáu đứa bé cho nên là cái chuyện này nó sẽ còn giống như người yeah. nói là cái cái tiền beo đã nâng lên là 9 triệu nữa. chín triệu đô luôn nữa. Dạ, yeah. thì bây giờ cái quỹ GoFundMe người ta đang làm để giúp cho cái tang lễ của nguyên một gia đình này đã qua đời hết, người mẹ đang mang thai 8 tháng, cậu bé 11 tháng cùng với lại bố của uh, đứa bé trong bụng của cô gái này cũng đều đã qua đời. Mà chưa hết thưa quý vị, uh, ngày hôm qua thì cảnh sát ở Galveston, Texas lại báo thêm một tin tức nữa, à, tên này à, tên tài xế này uống rượu lái xe và băng qua một cái ngã tư. Mà nếu Ngọc Lan và quý khán thính giả đến Galveston sẽ thấy rằng ở đây thành phố này họ cho phép người du lịch đến đây đó mướn những chiếc xe golf để lái đi lòng vòng thành phố, thành phố biển đó, ừ. có cái cái đường rất là dài ở Galveston và quý vị thấy những người dân trong đó đó, um, họ sống ở trong những cái khách sạn đến nghỉ mát ở đây đó, thì họ không dùng xe hơi mà họ thích dùng cái xe golf để đi, thì cả một gia đình ngồi trong chiếc xe golf băng qua một cái con đường hợp pháp, thì cái đó cái đường stop sign thì theo ừ. lẽ ra thì ông này phải ngừng chiếc xe lại. Ông lái qua luôn. Không thấy cái stop sign bởi vì say xỉn quá rồi. ủi qua và tông thẳng vào chiếc xe go. Trong đó có bốn người ở trên đó chết hết. Ừ. Cả bốn người, vợ chồng với hai đứa nhỏ. À, cảnh sát cho biết đây là tên Miguel Espinoza, 45 tuổi. Lao qua cái stop sign và tông thẳng vào chiếc xe vào 11 giờ 30 tối thứ bảy nhất là 11 giờ 30 tối thứ bảy vào thời điểm đó nhiều chiếc xe go ở trên đường lái đi lắm từ quý vị dân chúng thời gian đó họ vẫn ra đường chơi vui vẻ lắm buổi tối ở Galveston và đến ngày hôm nay thì cảnh sát cho, cho biết ở trong bệnh viện tất cả đều tử vong À, tên này cũng lái một à, chở theo một người à, bên phía hành khách thì cái người hành khách đó bị thương nhưng mà sau đó à, vào bệnh viện thì không hề hấn gì mà ngọc lan để ý đó ngay cả cái tai nạn mà cái người phụ nữ lái chiếc xe phần lớn những người tài xế không chết họ đâm người khác chết mà họ không chết ngay cả cái người ngồi trong chiếc mà xe cứng cáp như vậy đó thì cái tai nạn tưởng là bả chết phải không cũng không chết nữa cái người y tá di yeah. động ở LA đó ngày hôm qua đó khi mà gia đình của nạn nhân của cái cô gái mà như hồi nãy vừa mới nói người phụ nữ 23 tuổi cùng với đứa con đó yeah. thì khi gia đình họ đến để mà thắp nến rồi đặt hoa đó thì khi họ trả lời họ nói rằng là mặc dù cái tai nạn cái cái hậu quả mà gia đình họ gánh nó quá nặng nề nhưng mà họ bây giờ là họ tha thứ hết cho cái người à, phụ à. nữ đó họ tha thứ là bởi vì họ biết rằng á cái cô đó phải sống trọn đời à. còn lại với cái ám ảnh đó nó nặng nề hơn cả những tất cả cho nên là họ nghĩ là họ không có cần phải à, bắt lỗi cô này là gì hết họ tha thứ nhưng mà họ biết cô đó sẽ sống trong một cái niềm day rứt cả đời à. luôn yeah. à, chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm chín Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 -4298. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mặt muffin with egg thơm ngon của McDonald's Hiện nay bạn có thể có được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 5 đồng lan hoàng trọng thủy trở lại với tất cả quý khán giả mặc dù ở hawaii à, đến thứ sáu mới về nhưng mà vẫn theo dõi tin tức và thấy toàn là những cái chuyện mà như chúng tôi đã thưa đó những người phụ nữ lái xe ủi trong đó có một nữ tài tử bà này bây giờ là chắc không còn là tài tử gì nữa rồi nhưng mà tôi đã từng xem những cái cuốn phim bà đóng đây là nh Bà không biết vì lý do nào và nhờ những cái máy quay camera an ninh ở tại hiện trường ở thành phố Mar Vista ở Los Angeles ở phía tây của Los Angeles cái khu vực cũng khá giả lắm. Thì bà tài tử mà bà sống ở LA bà chạy với cái tốc độ 100 dặm trên đường họ nói chạy khủng khiếp luôn. Chạy cái là tán rạng đó. Đây là chiếc xe ủi thẳng vào trong một căn nhà mà tội nghiệp lắm căn nhà đó là căn nhà của một người chủ họ để cho thuê có một người phụ nữ sống trong căn nhà đó may mắn cái hôm mà xảy ra tai nạn bà này bà bông thẳng vào và bốc cháy luôn trời mà không hiểu được bà vẫn sống bà bị phỏng trên cơ thể đến ngày hôm nay thì cảnh sát trong bệnh viện nói bà đang hồi phục và khi hồi phục rồi sẽ phải ra hầu tòa về cái tội hiện nay không biết là cô uống rượu hay không nhưng mà có à, đài truyền hình họ đưa lên một bức ảnh đây là bà đó à, tàn đời rồi bởi vì à, trong xe vẫn còn có chụp được một cái chai rượu để nguyên trong xe lắm yeah. nha. Thì không biết được lúc mà bây giờ họ đang mở điều tra lúc mà lái xe như vậy có uống rượu lái xe hay là tôi nghĩ chắc đang cãi lộn với người yêu cũ của mình, bà người à, đồng tính À, cũng đã từng à, quen biết với một người à, nổi tiếng làm talk show trên đài truyền hình à, Degenerate à, Quý vị chắc cũng đã biết nếu mà à, theo dõi Thì à, may mắn là cái người phụ nữ sống một mình trong căn nhà đó không có mặt Nhưng mà tội nghiệp lắm Tài sản của bà ở trong nhà bị cái vụ tai nạn này đốt cháy hết luôn quần áo rồi bao nhiêu thứ gì trong nhà, bà sống con mình trong nhà thôi, đốt cháy hết, thì à, về tới nơi rồi thấy thứ nhất đó là không có nhà ở, thì không biết cái chuyện mà phải ra khách sạn hay là chủ nhà có hỗ trợ hay không. thì đến ngày hôm nay nhìn lại cái căn nhà đó đó là vách, đóng ván này nọ hết để chuẩn bị sửa chữa, mà trong thời gian đó thì khổ, tai nạn, mặc dù không chết người nhưng mà trở thành người homeless, quý vị đây là chiếc xe mà còn lại à, có người có tin thì nói rằng in critical condition có tin nói rằng bị phỏng nặng nhưng mà sau đó thì stable condition tức là đã hồi phục rồi thì bây giờ mình thì là coi như là phải vô tù rồi thứ hai nữa là gây hại cho những người khác nữa mà chắc cũng có thể là cãi nhau với bạn gái hay sao hay là tinh thần nó bất ổn để mà trên đường mặc dầu là đường vắng nhưng mà bả lái cái tốc độ cả trăm dặm một giờ đó ủi thẳng luôn. Yeah. Anh Thủy vừa nhắc đến là cái tin này xảy ra ở vùng Los Angeles thì à, ngày hôm à, hôm qua đó, ừ. uh, KTLA cũng có một tin liên quan đến một người sống ở khu vực này, sống ngay ở đại lộ Sunset, tức là ở ngay đó là khu nhà giàu yeah, đó ở yeah, Hollywood Ờ uh, dạ, yeah. uh, cô này là y tá, 39 ừ. tuổi, cũng là y tá nữa, y tá Karin Bird 39 tuổi cô đã bị cảnh sát bắt và không cho tại ngoại bởi vì lý do cô gây ra nghĩa là nó nguy hiểm cho cộng đồng xung quanh um, cô này sống ở ngay cái khu vực ở đại lộ xem xét tức là khu nhà giàu rồi thì cô sống ở tầng trên ở trong cái apartment nó cô sống ở trên thì ở cái nhà dưới á thì ở nhà dưới là có một Người phụ nữ người ta làm cái sống Mà cái nghề là họ dạy đàn piano ở trong nhà ừ. Thì cái người sống ở tầng dưới đó Nói là tôi dạy ở đây bao nhiêu lâu nay Không ai nói gì hết á Nhưng mà khoảng 6 tháng nay thì Cô y tá này mới dọn đến đây ở Thì bắt đầu cô cầu nhau với cái chuyện là ồn ào vân vân Cho đến hôm uh, tuần rồi Thì cái người ở dưới nhà dưới á Người ta nói là đầu tiên tự nhiên nghe một cái tiếng nổ Mà không biết là cái gì À, thì tưởng đâu ở trên đó cô kia đóng cửa mạnh cho nên nghe ừ. như vậy một hồi nữa lại nghe tiếng thứ hai Cũng tiếng giống thứ như ba tiếng đầu. cho đến tiếng thứ <laughs> tư thì cô thấy cái 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 trần nhà của cô nó lủng một lỗ Ồ. thì lúc đó cô mới nhìn ra ô oh, hồi nãy giờ đó là tiếng súng bắn thì lúc đó mà wow. cô mới mới bắt đầu cô hoảng lên cô nhìn thì ra là cái phát đạn đầu tiên khi nó bắn nó xuyên qua cái tủ closet ở dưới nhà cô đó thì sao nó lại bay ra nó đụng vô cái nồi cơm điện thành ra nó oh nó bị chặn oh oh lại rồi sau một viên đạn khác có nghĩa là tất cả cô ở dưới chắc là được thần thánh che chở cho nên không có viên nào trúng cô hết nhưng mà khi mà cô nhìn cái thấy như vậy gì? thế là cô gọi 911 liền thì lúc mà cảnh sát đến đó, thì họ mới nhìn đúng là đó là những cái cái dấu là dấu đạn Uh, họ bắt cái cô này cô nói là vì cái chuyện đó nó cô không có chịu đựng được cái chuyện ồn ào như thế cho nên là cô đã ngồi mà lúc người ta lên thì thấy cô đang ngồi đó uống rượu rồi, rồi cô hai Đâu, có hai khẩu tính. súng uh, cô có hai khẩu súng nữa uh, thì xuyên qua cô bắn xuyên qua cái tường dưới như vậy thì lúc đầu người ta nghĩ đến chuyện là có cho cô đóng tiền để mà tại ngoại hậu tra không nhưng mà sau đó đó thì họ thấy là cô này gây nguy hiểm cho cộng đồng xung quanh có nghĩa là đâu có biết cổ sẽ nổ xuống nữa và cái người phụ nữ ở dưới tầng sống ở dưới đó, nói là tôi cảm thấy rất là lo ngại bởi vì nếu cô này đi ra cổ có thể là cổ sẽ uh, trả thù tôi à, rồi người ta liên lạc với lại bệnh viện nơi cô này làm việc á thì nói họ chưa có trả lời nhưng mà luật sư hiện bây giờ luật sư đại diện cho cô nói rằng nếu bây giờ mà giam giữ cô như vậy công việc làm cô sẽ mất rồi ừ. nhà cửa cô sẽ bị mất vân vân à, cho nên là phải tìm cái cách nào để cho cô được đi ra ngoài mẹ cô thì nói con tôi nó ngoan lắm nó từng được nhiều cái ship lúc nó còn đi học nó là um, À, cái lúc mà làm việc năm 2019 ở tại một bệnh viện thì được giống như là employee of the year tức à. là được cái bằng đó thì khi mà đài người ta liên lạc với cái bệnh viện đó thì họ nói ô cuối năm đó thì cô đã nghỉ hết khỏi chỗ đó rồi thì từ cái lúc mà 2019 cũng được cái giải thưởng đó rồi cũng nghĩ luôn đến giờ ừ. ở làm đâu thì người ta không có rành nhưng mà sống gần nơi những cái người mà có cái máu nóng như vậy thấy nguy hiểm quá trong bản tin có nói đến cô có bạn trai bạn Cũng không nói chắc không có bạn trai chứ có bạn trai chắc cũng đã tử vong rồi à, hôm nay thì cdc đưa ra thêm các tin tức về các vụ xét đánh vào tuần qua mình nghe mình cũng ngạc nhiên vô cùng thưa quý vị bởi vì xét à, đánh chung quanh tòa bạch ốc thì hàng năm rất là nhiều tháng 7, tháng 8 vân vân à, nhưng mà vừa rồi đó tội nghiệp là cặp vợ chồng rồi du khách thì đến tòa bạch ốc hầu như hàng ngày họ đứng chung quanh rồi ở các công viên họ hàng ngày không biết bao nhiêu người nhưng mà cái vào hôm cuối tuần qua thì xảy ra cái vụ xét đánh ở thủ đô và đến nhân viên mật vụ rồi cảnh sát thủ đô cũng là tập trung lại bởi vì họ nói rằng có người chết à, ở tại hiện trường có một vị bác sĩ đến từ đức À, ông đi sang Mỹ chơi và ông muốn đến thăm khu vực chung quanh tòa bạch ốc thì ông là bị bác sĩ cho nên ông là người đã kể lại nhân chứng thì sau khi nghe tiếng sách à, tính xét đánh rồi nghe có người cầu cứu thì ông chạy đến ông làm hô hấp cho cặp vợ chồng 70 tuổi đó nhưng mà không kịp nữa thì đến ngày hôm nay họ cho biết thêm ngoài cặp vợ chồng 70 tuổi chết đến từ Wisconsin một người làm ngân hàng thuộc hàng cao cấp á, giám đốc của ngân hàng ở los angeles này cũng là một trong những người tử vong vào cái vụ xét đánh hôm đó à, mưa rơi và cái điều không may thưa quý vị không bao giờ biết được là những người này đã trú ngụ trong những cái tàng cây vô cùng nguy hiểm luôn thì đây có thể là một lý do mà họ nói là khi mưa và xét đánh nhiều đó tránh núp ở dưới bóng cây hoặc là những cái cột điện vân vân những cái nơi nào mà nghĩ rằng có cái đồ che lại đó đứng ở ngoài trời lại không sao thì khổ đó là bây giờ họ nói là như vậy thôi nhưng mà khi bật sắt đánh xuống rồi thì trời kêu ai nấy giả thôi CDC cho biết đó mỗi một phút ở trên đất Mỹ này có tới 6.000 tia sét Ngọc Lan và như vậy đó trung bình là mỗi một phút có hơn à, một phút có 6.000 tia xét và mỗi một ngày ở nước Mỹ này bởi vì thời tiết nó thay ra ở khắp nơi 8 triệu tia sét mỗi ngày tính từ năm 2006 tới năm 2021 cứ mỗi một năm trung bình ở nước Mỹ này có 28 người bị sét đánh chết chúng tôi tiếp tục với phần tin tức này Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của ấn hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298 Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mặt muffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay bạn có thể có được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 5 đồng. Lan Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã chọn Little Sài Gòn TV theo dõi cà phê sáng. Chúng tôi đang đề cập đến những cái vụ xét đánh chưa khi nào mà trong năm nay 2022 mà nghe vụ xét đánh nhiều như thế. Quý vị còn nhớ ở tại Los Angeles, ở Pico Rivera, một phụ nữ dắt chó hai đứa con hai con chó ra đường. Người ta còn ghi nhận hình ảnh bà đang dắt chó đi cũng bị xét đánh chết. Rồi mới đây, họ nói trước khi xảy ra cái vụ xét đánh ở thủ đô Washington trước tòa Bạch Ốc đó, thì ở trong cái công viên quốc gia ở wyoming một người thanh niên từ boston đi bộ à, sách ba lô đang tản mát ở trong cái khu rừng đó cũng bị xét đánh à, xét đánh không trúng anh gần đó thôi nhưng mà nội cái chuyện đó thôi cũng đánh bật anh ra khỏi cái, 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 cái con đường bộ mà anh đang đi thế là anh lên cân chấn động tim ảnh hưởng xét đánh đưa vào bệnh viện cũng qua đời luôn À, một người phụ nữ hôm nay kể lại cái câu chuyện bà sống ở dưới căn hầm. Hôm đó đang giặt đồ, bị xét đánh. Thì cơ quan CDC họ đưa ra những cái dữ kiện từ những cái tai nạn do xét đánh đó. Thì họ nói cái chuyện mà xét đánh ở ngoài trời cũng là rất hiếm. Bởi vì trong cả năm có 28 người thiệt mạng thôi. Và chưa hết, là thưa quý vị, so sánh với cái chuyện xét đánh với chúng số đó. Một người ta nói đó, nếu quý vị bị xét đánh 3 lần á thì may ra quý vị bằng với cái xác suất mà quý vị trúng số. Chứ nó nói nó rất là hiếm. À, cái chuyện mà xét đánh trúng căn nhà mình nó còn hiếm đến độ nào, rồi chưa kể ở trong nhà cũng bị xét đánh nó còn hiếm đến như thế nào. Vậy mà một người phụ nữ kể lại đó là bà đang giặt đồ ở trong hầm ở dưới New Jersey, New Jersey cũng xảy ra cũng gần với lại Washington với New York cũng xảy ra cái vụ xét đánh hàng năm vào cái mùa này thì bà đang ở dưới hầm đang giặt đồ vậy mà xét đánh cái như thế nào đó cái điện nó truyền xuống và may mắn cho bà bà đó lúc đó bà đang lấy đồ ra thôi chứ cái tay chân không có đụng gì đến cái máy giặt hết vậy mà xét đánh một cái ầm bà bay ra khỏi khỏi cái máy giặt thật xa là té xuống Wow. May mắn cho bà là xét đánh như vậy, xuống dưới hầm luôn, mà bà sống sót để kể lại cái kinh nghiệm khủng khiếp của mình. Wow, cái hình mà anh Thụy đưa lên là xét đánh ở ngay chỗ Washington DC đó. Nếu mà trong phim Tàu ngày xưa là bắt đầu xét đánh cung đình, đó, đó là nâ, người nâ, ta nâ, sẽ coi. Uh, Từ cấm thành đó phải <laughs> tử cấm thành. không? Yeah. Um, thưa quý vị uh, lại cũng một tin nữa liên quan đến uh, một bác sĩ ở Avai vừa mới bị cảnh sát bắt hôm thứ năm uh, vì người ta đang uh, cáo buộc uh, nữ bác sĩ này là đầu độc ông chồng ừ. uh, ông chồng và bác sĩ này tên là Duê Du Yu, 45 tuổi uh, cô là một bác sĩ da liễu làm việc ở quận Cam uh, ông chồng đó nói là hai người kết hôn đã 10 năm rồi và ông chồng có bằng chứng, ông nói ông có những cái clip để cho thấy rằng là cô vợ của mình đã đầu độc ông, khiến ông đã bị bệnh trong suốt một tháng trời, những cái tổn thương về nội tạng vân vân Nhưng mà bây giờ thì ông đang trong quá trình hồi phục. Thì hôm thứ Năm, cảnh sát đã bắt Người bác sĩ này ngay tại nhà rồi khám nhà vân vân Rồi xong thì cho cô được tại ngoại hậu tra sau khi đóng cái số tiền Thế chân chỉ là 30.000 đô la Và ngày hôm nay thì dự trù là cô sẽ ra cái phiên tòa đầu tiên uhm, Thì khi mà bác sĩ này là bác sĩ gia liễu mà đang làm việc Thì người ta mới liên lạc với bệnh viện nơi mà cô đang làm việc là bệnh viện Providence Mission thì ngày hôm thứ sáu bệnh viện đó ra cái cái thông báo trả lời cho biết rằng là uh, cái chuyện mà uh, cô có những cái vấn đề gì đó đó là chuyện riêng tư của cô nhưng mà trong cái lúc mà cô làm việc với bệnh nhân đó thì tất cả mọi việc uh, trong, vẫn trong cái khuôn khổ là bệnh nhân đã được bảo vệ một cách an toàn chứ không có ảnh hưởng gì hết tại vì mà khi những cái chuyện này nó xảy ra nhất là nghe đến đầu độc đó thì nhiều người người ta sẽ sợ nhất là cái người mà làm việc liên quan đến cái vấn đề sức khỏe uh, trực tiếp với nhiều người thì người ta cảm thấy hoang mang nhưng mà ngày hôm nay thì uh, cô sẽ ra phiên tòa đầu tiên về phía bệnh viện thì nói là nó không có ảnh hưởng gì đến cái việc mà cô uh, chữa bệnh gia liễu cho các bệnh nhân hết yeah ở tại đây là cái tin tức rất là gần với cộng đồng người Việt chúng ta ở Fan Valley ừ. Và tuần rồi không biết ở cà phê sáng có loan cái bản tin liên quan đến có người đến cây xăng Aco ở Fan Valley đổ xăng, ông yeah. Lan biết cái vụ đó, Ngọc Lan biết cái tin đó, à trong một yeah. cái chiếc xe van họ tìm thấy có một thi thể bên trong, yeah. hoàng hồn quá chết ở trong đó rồi chết khi nào thì bản tin tiếp tục à, cuộc điều tra và giảo nghiệm tử thi. Thế nhưng đến ngày hôm nay thì à, sau một thời gian điều tra cảnh sát đã bắt được rồi. À, đây là nạn nhân thưa quý vị, anh này là Donald Raslav, à, 41 tuổi. Anh là cư dân của thành phố Huntington Beach, chính là người mà à, người đổ xăng họ tìm thấy thi thể của anh ở trong chiếc xe van đậu ở cây xăng Aco ở Fountain Valley vào ngày 31 tháng 7 vừa qua, 31 tháng 7, thì à, cuộc điều tra của cảnh sát dẫn đến họ muốn tìm hiểu xem trong thời gian qua anh có những cái thương vụ làm ăn với ai, liên lạc như thế nào, điện thoại heo có hết tất cả. Và cuối cùng người ta điều tra và hung thủ không ai khác hơn là một người ở Costa Mesa. Cảnh sát ngày hôm nay cho biết là họ đã bắt được cái tên này đang sống trong một nhà trọ Travelodge Motel ở Costa Mesa. Hiện nay cuộc điều tra vẫn đang tiến hành và tên tuổi của cái tên này chưa được tiết lộ. Chỉ nói là hiện nay vẫn còn đang giữ trong nhà tù ở quận Cam với tiền beo tại ngoại hầu tra là một triệu mỹ kim. À, cảnh sát cũng đang đi tìm hiểu mối liên hệ giữa hai người này như thế nào mà thù án ra sao. À, cảnh sát cho biết thêm à, cái à, hung thủ vừa bị bắt á, 39 tuổi, hiện nay cũng là một cư dân ở miền Nam California này có thể đến từ à, Westminster. Yeah. Yeah. Ờ, hôm à, cuối tuần vừa rồi thì à, cảnh sát, nói chung là cảnh sát với lại những cái cái cơ quan mà có liên quan đó, người ta đã cứu được 80 con chó. 80 con chó ở trong một ngôi nhà ở Ohio ngôi nhà đó người ta nói nó giống như là gần như một ngôi nhà nó bị bỏ hoang như vậy nhưng mà sao vô họ tìm 80 con chó vẫn có mà người những, tới cho chó uh, những con chó uh, wow. những con chó này tên là cái gì Ngọc Lan quên cái tên đó là con Còn chó nhỏ nhỏ ở trong uh, cái ly cà phê Chihuahua Dạ yeah, đúng rồi, những con chó đó, <laughs> à, nó nhỏ, nó nhỏ bé mà khi mà người ta đến Để người ta cứu mà. nó đó thì nói rằng là những con này hầu hết 80 con luôn, nó đều bị bỏ chét, nó đều bị um, những cái bệnh về da vân vân. À, nhưng mà khi mà họ đem nó về đó rồi họ tắm rửa đồ cho nó xong á thì nhìn nó bắt đầu nó nó có sinh khí trở lại, bắt đầu nó hoạt bát hơn thì cũng chỉ trong có cái um, một tuần lễ thôi thì cái hiệp hội nhân đạo ở uh, Clin ở uh, Ohio đó họ nói rằng là có khoảng uh, 38 người họ đã ghi danh để họ nhận nuôi một số trong những cái con 80 con chó này rồi xong rồi đến cuối tuần là hy vọng là thêm một số nữa sẽ có người nhận nuôi nó. Ừ. Nhưng mà người ta nói rằng là họ không thể tưởng tượng được lúc mà họ nói là tìm nó ở trong một cái căn nhà bỏ hoang nhưng mà lại nói là trước đó đó là họ có gặp chủ của con chó này thì ông ta nói rằng là chỉ có chừng ba chục con thôi tức là họ nói ông đó ông cũng không biết có bao nhiêu con chó ở trong đó nữa cuối cùng Gì? thì, là 80 con họ vô, một chỉ cũng... có loại siêu hoa thôi đúng rồi đây. 80 con mà họ nói hầu hết nó nó là cái con là... chihuahua, à. dạ tám chục con là họ nhìn lúc nhìn nó lúc nha lúc nhúc như vậy dễ thương chưa? đó nó cho chút xíu à lúc mà người ta đang đem nó vô bệnh viện để mà chăm sóc cho nó đó mà con ừ. nào cũng bị bỏ chết hết á. À, thưa quý vị chúng tôi mới trở về từ Maui của Hawaii, cái chuyện đi tắm biển cái chuyện nó nhìn thấy cảnh đẹp là cái chuyện bình thường quý vị cũng có thể thấy những cái cảnh đó khi đến tất cả các nơi nào nhưng mà có cái điều mà chúng tôi kinh nghiệm đó là cả chục năm nay rồi chưa tới hôm qua ngày xưa thì đi honolulu cái chỗ đó oahu thì quý vị nào đi thường thường là mình đến honolulu trước maui thì nhiều người nói ở chỗ đó yên tĩnh nó buồn lắm thì đồng ý bởi vì đến chừng mặt trời mà lạnh một cái rồi đó là người ta vô khách sạn hết không có ai đi đâu tại vì quý vị biết đèn đường cũng có nữa có khi chúng tôi lái xe về tối đó đèn đường hai bên không có nó tối thui hết trơn chỉ có những khu du lịch đó thì nhà hàng mà phần lớn người ta đi nhà hàng ăn tối rồi vào trong nhà hàng mới có quán bar rồi bên đó thì họ có những cái khu resort thì mình ở trong cái resort thì mình có ca nhạc này nọ ở trong đó thôi chứ còn đi ra ngoài thì tối thôi à nhưng mà có một cái điều mà chúng tôi thấy vô cùng thú vị sẽ chia sẻ với quý vị ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy và bảy Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 -4298. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mặt muffin with egg thơm ngon của McDonald's Hiện nay bạn có thể có được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 5 đồng Ngọc lan Hoàng cho tôi trở lại với tất cả quý các tác giả trong mấy phần đầu nghe toàn là chuyện giết người chết rồi kinh khủng quá cho nên chúng tôi chọn một cái tin nó nhẹ nhàng hơn nhất là mùa này mà quý vị đã đi đâu chơi mà chọn sang hawaii đó thì à, à, bên honolulu chúng tôi cũng đã từng à, trải qua rồi thì mình cũng biết được lúc đó cũng sang đó thời gian 10 năm trước mình cũng ăn trái cây nghe nói những cái trang trái cây ngon thì thực sự đến giờ này mình quên mất rồi nó ngon như thế nào nhưng mà sang maui mới đây rồi mới thấy được tại sao trái cây ở hawaii nó ngon đến như thế à, khi quý vị đến nơi, bất cứ nơi nào quý vị cần phải làm research nghiên cứu bởi vì một trong những điều người ta nói khi mà đến đây đó là đừng bỏ qua cái chợ trời thứ bảy một lần thôi một tuần chỉ có một ngày thứ bảy họ họp chợ và đến đây đó một trong những điểm đáng chú ý nhất đó, là trái cây của những người nhà vườn họ hái ở trên vườn từ trên núi đâu đâu họ mang xuống nó tươi đến độ như vậy luôn từ chín uh, cây rồi uh, trong đó quý vị có bốn thứ năm thứ chúng tôi ăn bởi vì lúc đó chọn là mình nghe nói uh, cái quả thơm quả khóm của Hawaii là ngon lắm phải không ạ. <laughs> họ có cả cái vườn đô đó à, công ty họ làm đồ hộp uhm. á. Thì mình mua tôi mua một quả uh, dứa rồi đu đủ hai đồng một trái mua rất to. Rồi thanh long, xoài và chuối năm thứ tôi mua một đống về tại vì mình biết là chỉ có họp ngày đó thôi. Và thưa với quý khán thính giả quả thật là như vậy. Mình năm thứ này mình đã ăn ở quận Cam rồi phải không? ở các nơi Florida đủ hết rồi. Đối với chúng tôi đó vứt đi hết. Uh, Maui cắt ra cái quả khóm rồi ăn rồi đâu phải một mình tôi đâu mà cả nhà cái mùi vị nó đúng là cái đất của núi lửa nó, nó khác hoàn toàn nó thơm chưa bao giờ ăn cái quả quả dứa chưa bao giờ ăn quả đu đủ mà nó thơm nó thơm lạ kỳ lắm thưa quý vị ơi nó ngon lắm rồi ngay cả cái thanh long mình ăn bình thường phải không ạ nhưng mà thanh long ở bên maui nó cũng khác xoài cũng vậy và chuối cũng thế luôn không biết rồi cá nữa đều khỏi nói Ồ, <laughs> oh, Cá ở bên này ăn cá tươi tuyệt vời luôn Có những cái con cá lạ Mà chúng tôi phải cũng làm research Để mà lái đến trung tâm Vào trong cái downtown của Maui đó thưa quý vị Để, để, tìm tới một cái chợ Và đến chợ đó Họ để trong những cái thùng đá như thế này Từ những người buổi sáng họ đi câu về Hoặc là tàu lên đó Họ cho những con cá rất lạ của Maui thì vào trong đó lựa mấy con cá đó ra bảy tám đồng một phao thôi về cắt ra ăn 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 tươi nuốt sống <laughs> tươi. ngon vô cùng bởi vì ở cali này mình không có những cái loại cá đó ừ. không có nhập vào cali cái trái cây này cũng không biết vì lý do nào không có sang cali cali mình cũng có thể có được những những quả cây trái cây tươi hawaii nhưng mà mình nghe thấy là hawaii mình không biết được có có thực là như vậy không ăn tại chỗ nó khác ngọc lan ơi chứ dạ, còn mua anh, ở đây mà ăn tại chỗ nó tươi còn nếu mà người ta đã uh, chuyển về đây đương nhiên không phải là tự mình nhưng sát tay về thì nó là mất thời Mì, gian nhưng mà mình Lâu cũng hơn. thấy nó cũng màu vị à một, dạ, nó cũng vậy cắt ra nhưng mà tại sao luôn. hai cái mùi vị nó khác nhau xa lắm tại yeah. nó có mùi Kali <laughs> 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 thưa quý vị uh, cuối tuần uh, vừa rồi đó ngày thứ bảy chủ nhật thì ở ngay vùng uh, Lido Sài Gòn của mình có rất là nhiều cái sự kiện diễn ra mà liên quan đến uh, văn hóa văn nghệ ừ. à, ngày thứ bảy thì có một cái buổi diễn concert về về cái gì nhạc thính phòng dạ yeah, nhạc cổ điển dạ yeah, đúng rồi ở, ở uh, Rose, uh, Rose yeah. Theater rồi qua ngày chủ nhật đó thì uh, đại nhạc hội cảm ơn anh uh, ừ. do hội cứu trợ uh, thương Phế binh quả phụ thực hiện thì quý vị biết rồi uh, đại nhạc hội cảm ơn anh thì đây là lần thứ 15 uh, trước đó thì là um, Cô Hạnh nhơn đã làm cái công việc này rất là tốt trong suốt một thời gian, đến khi cô qua đời thì những người kế nhiệm cô họ vẫn tiếp tục thực hiện. Thì à, thật sự ngày hôm qua à, Lido Sài Gòn TV cover nguyên chương trình này ừ. kéo dài từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Um, mình có đi đến đó mới thấy được cái tấm lòng của họ yeah. đôi khi nhìn là những người đó đều là đã có tuổi rồi nhưng mà vì uh, những cái sự giúp đỡ đối với những người còn ở quê nhà cho nên họ đã cố gắng rất là nhiều dĩ nhiên thì một cái chương trình lớn thì nó sẽ có những cái điều sơ xuất này kia nhưng mà nhìn thấy cái tấm lòng mà họ làm đó thì ngọc lan cảm thấy rất là quý ở chỗ đó rồi cũng trong ngày hôm qua đó tối hôm qua uh, thì chương trình uh, ca nhạc À, đời cho ta thế à, kỷ niệm 60 năm ca hát của khánh ly cũng đã tổ chức à, được tổ chức ở Rose Theater. thì ngày hôm qua Little Sài gòn TV cũng đã quay cho nguyên toàn bộ cái chương trình này. À, có đi đến dự cái buổi này đó thì mới thấy được một điều như thế này à, ca sĩ khánh ly thì mọi người đều đã rất là quen thuộc ừ. rồi nhưng mà khi đến ngọc lan mới cảm nhận được đó, là người ta thương cô đến mức nào ừ. bởi vì ở cái tuổi 78 và với cái uh, sức khỏe của mình á, thì giọng hát Khánh Ly Ngọc Lan nghĩ người ta đến để không nghe giọng hát Khánh Ly nữa bởi vì đã đã nó không thể nói đó là giọng hát của để người ta có thể đến nghe nhưng mà người ta đến là vì cái tình thương mến cô cho nên Ngọc Lan mới nói rằng là đi ở đó mới thấy là người ta thương ca sĩ Khánh Ly đến mức nào thì họ mới dành thời gian để đến đó chứ nếu như để nghe hát tiếng hát hay như thế nào thì người ta đã không chọn ngọc lan cảm nhận được cái như vậy và thấy rằng là uh, và giống như cô nói đó người ta đi nghe khánh ly để nghe để cái hoài niệm nghe đến cái kỷ niệm thì đa phần là như thế yeah. Yeah. tôi nhớ một cái kỷ niệm mà không phải uh, kỷ niệm với tiếng hát khánh ly yeah. lúc đó nhỏ xíu mà ừ. lúc đó tôi nhớ khoảng 6-7 tuổi mà đến nhớ đến giờ này luôn đi với gia đình uh, ra long hải chơi thì ghé một nhà người thân chú ngủ Tối hôm đó một cái vị biết cái, cái biển mà, gió biển rồi cái mùi biển mọi thứ à, trong một cái căn nhà giống như nhà tròi vậy đó. Thằng bé nó ngồi đó và người lớn ở trong nhà bật cái cassette thì nghe đàn bò vào thành phố ừ. nhạc Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của Khánh Ly. Ở trong những cái khung cảnh mà nghèo như vậy đó mà nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn không thể nào có cái kinh nghiệm nào hay hơn. Ừ. Thực sự là như vậy bởi vì nếu mà quý vị sống trong cái thành phố rồi không có trải nghiệm qua cái chiến tranh đó thì mình không có nhận thức được cái nỗi buồn đau đớn của những người chứng kiến cái chiến tranh của Việt Nam ngày xưa cho nên có người trách Trịnh Công Sơn có người trách Khánh Ly vân vân nhưng mà phải qua được cái giai đoạn đó mình mới thấy được đất nước bị xào xáo bởi mối của nước ngoài rồi cộng sản rồi À, miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa, mọi thứ được Thì cái nỗi điểm đó Cho nên khi mà nói đến Khánh Ly Tôi chỉ nhớ đến Khánh Ly và Trịnh Công Sơn thôi mà yeah. sau này thì nghe Khánh Ly hát nhiều Cái nhạc Cầm từ Thiên rồi đủ hết Nhưng mà cái trải nghiệm đó mình không bao giờ quên được Cho nên mỗi khi lần nhắc tới Khánh Ly Và đó là lý do tại sao Ngọc Lan nói Dù trải qua bao nhiêu cái biến cố rồi người yêu tiếng hát Khánh Ly, yêu con người của Khánh ly họ vẫn đến với Khánh ly Đúng nữ em. hoàng chân đất là như thế mà. Ừ. Um, ở tại baomor trở lại thật nhanh với một cái tin cũng không có vui lắm và điều này để cho cảnh sát khuyến cáo một lần nữa những ai mà có súng đó thì khi mà để ở trong nhà phải cất giữ chúng như thế nào trong trường hợp này thì cảnh sát ở thành phố baomor tiểu bang Maryland vẫn còn đang mở cuộc điều tra bởi vì à, cảnh sát cho biết một là thiếu nữ 15 tuổi đang ngồi chơi ở ngoài hiên vào ngày hôm qua thì à, em của cô gái đó à, 9 tuổi chúng tôi không có hình ảnh chỉ đó thành đây là thành phố Baltimore thôi, một nơi có rất đông người gốc phi châu cư ngụ. Thằng bé không biết làm thế nào lấy được cây súng thì đây là họ được điều tra. Cảnh sát nói rằng cây súng này hợp pháp do cô của em Cô của em làm người giữ an ninh và có súng Cho nên cô mang về nhà không biết được lúc mà về nhà mệt như thế nào đó Mà không cất giữ cây súng cho cẩn thận Thằng bé lấy ra đùa Trong lúc đùa bóp, bóp cò Mà không biết đùa là có chĩa cây súng vào đầu của người chị mình hay không Mà cảnh sát nói rằng là viên đạn trúng vào đầu của cô gái chết tại chỗ À, nhưng mà thằng bé 9 tuổi cảnh sát ở Baltimore Họ nói đây là một tai nạn đáng tiếc Cho nên không có truy tố đứa bé 9 tuổi được Mà không biết được có truy tố cái người phụ nữ Mặc dù cảnh sát nói rằng bà này có giấy phép để mang súng à, Để làm việc bên ngoài Nhưng mà cái chuyện cậu thả, người lớn cậu thả Để đứa bé nó có được cái súng này Hay là thằng bé nó nó ăn cắp được cái số mật mã hay thế nào đó Mà lấy cái súng ra thì cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành còn nhiều tin tức nữa thượng viện thông qua một dự luật và bây giờ đưa xuống hạ viện rất quan trọng đối với nỗ lực của ông tổng thống Joe Biden liên quan đến gói giảm lạm phát mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết trong thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo và tạm chia tay với Ngọc Lan hẹn gặp lại anh Thụy và quý khán giả vào chương trình sáng ngày mai. trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chu Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabinet Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất. 714 894 1177 Thảo Huyên. Hoàng Trần Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả Và với rất nhiều các bản tin để gửi đến quý vị ngày hôm nay liên quan đến tình hình Hoa Kỳ và quốc tế Thế nhưng đầu tiên vẫn là thời tiết trong ngày đầu tuần hôm nay Thảo Yên Vâng thưa quý vị và thưa anh sau mấy ngày trời hơi nóng và cái nhiệt độ trung bình của mấy ngày trước đó là lên đến chín mươi mấy độ ở tại quận Cam thì ngày hôm nay có một cái làn gió biển thổi vào cho nên là nhiệt độ ở quận Cam hôm nay rất là dễ chịu. Buổi trưa cao nhất cũng chỉ có 82, 83 độ thôi thưa quý vị. Và hôm nay đó thì mặc dù là um, cái uh, uh, gió mát như vậy nhưng mà thật sự nó không uh, nó không có nhiều, chỉ có khoảng uh, 8 đến 10 dặm một giờ thôi và uh, cái nhiệt độ như thế này sẽ giữ luôn qua đến ngày mai. Nhưng mà sau ngày mai đó thì uh, cái cái lớp marine layer nó bay đi thì cái, cái 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 nhiệt độ lại quay trở về cái mức bình thường và trung bình từ sau ngày mai đó thì là khoảng 89 cho đến 91 độ ở quận Cam trong khi đó thì từ tuần rồi cho đến tuần này thứ năm thứ sáu quý vị đã nghe bộ lao động hoa kỳ và cũng như bộ thương mại thông báo thứ nhất về tỷ lệ thất nghiệp thứ hai nữa đơn xin thất nghiệp đơn xin thất nghiệp hôm thứ năm thì có tăng lên chút đỉnh nhưng mà sang đến ngày thứ sáu thì công ăn việc làm đến độ mà họ nói họ không ngờ bởi vì các kinh tế gia họ dự trù công an việc làm tạo ra trong tháng 7 chỉ vào khoảng trên 200 ngàn. Chỉ có khoảng trên 200 ngàn, chưa được 300 ngàn nữa. Đó là dự đoán về kinh tế bởi vì họ thấy tình hình lạm phát rồi việc mà tăng lãi suất của ngân hàng trung ương sẽ khiến cho các công ty có thể đình trệ rồi một số những cái công ty phá sản, một số những cái công ty họ sa thải nữa, họ lo ngại vì thế họ đưa ra mức dự đoán con ăn công ăn việc làm chỉ có khoảng tăng khoảng chưa tới 300 ngàn ấy vậy mà trong tháng 7 vừa có rồi chưa bao giờ một cái số tăng nhiều đến như thế trên 500 ngàn công ăn việc làm và tỷ lệ thất nghiệp từ 3,6 xuống tới mức kỷ lục chưa từng có 3,5 phần trăm đó là tin thứ nhất từ tuần rồi à, đến ngày hôm nay họ nói rằng nhờ những cái nỗ lực của ngân hàng trung ương tăng lãi suất khủng khiếp chúng ta thấy là tăng thêm chấm 75%. Trong quá khứ từ thời ông Obama đó chỉ tăng mỗi lần tăng lên đó chấm 25% thôi và họ tăng cũng đều. Nhưng mà chưa khi nào mà tăng chấm 5 rồi chấm 75 sắp tới đây tháng 9 này còn tăng nữa. Bởi vì nỗ lực duy nhất của quỹ dự trữ liên bang là làm bằng mọi giá để làm giảm uh, lạm phát và đến sáng ngày hôm nay một trong những bản tin của CNBC đưa ra breaking cho thấy rằng là consumer expectation of future inflation lạm phát trong tương lai đặc biệt đối với người tiêu thụ thưa quý vị và điểm đáng chú ý là xăng dầu là một lẽ nhưng mà xăng là điều quan trọng bởi vì xe đổ xăng cho không có đổ dầu đầu thô cho nên nếu mà xăng giảm thì điều đó là một cái nguồn chính để giúp làm giảm lạm phát thì họ nói rằng trong tương lai có thể là vào tháng 9, tháng 10 và từ bây giờ đến cuối năm lạm phát sẽ giảm xuống khá là mạnh và đây là những cái tin đã giúp cho thị trường vào sáng ngày hôm nay trao đổi trở lại tăng được 272 điểm các lĩnh vực như du lịch Du thuyền đã tăng mạnh trở lại trong ngày hôm nay. À, Nasdaq lên được 152 điểm, S&P 500 lên 35 điểm, Uh, Caesar Entertainment, uh, các uh, khu vực như chúng tôi vừa uh, trình bày đó, khu vực giải trí, du lịch, vân vân là tăng mạnh hết tất cả. Uh, Caesar Entertainment rồi uh, Norwegian Cruise cũng bị ảnh hưởng trong thời gian qua, đều tăng lên trong ngày hôm nay. Uh, công trái phiếu 10 năm uh, vẫn còn thấp 2,78% mà thôi làm giảm áp lực đối với các món nợ vay mượn nợ bởi vì dựa trên phân lời 10 năm thưa quý vị. Mặc dù cái cái điểm phân lời giữa 5 năm, 2 năm vẫn còn khác biệt nhiều là 10 năm. Có dầu lên 15 sen nhưng vẫn ở mức thấp dưới 90 đô la. Dầu vào khoảng 85 95 vân vân thì nói chung sẽ làm giảm giá xăng như chúng tôi đã thưa là nguồn gốc chính để dẫn đến tình trạng lạm phát tăng bởi vì vận tải vân vân. À dầu hôm nay là 89 đồng 15 sen một thùng, vàng lên 12 đồng 1803. Nói chung là từ tuần rồi tới tuần này vàng nhích lên đều đặn từ 1780 bây giờ đã vượt quá 1803 rồi và thưa quý vị vào ngày hôm qua thì đồng loạt tất cả truyền thông ở Việt Nam đưa tin theo một tờ báo ở địa phương ở bên Tây Ban Nha có cái tên là tờ báo Ultima Hora cho biết là hai cái nghệ sĩ Việt Nam mà bị bắt từ hồi 25 tháng 6 mà quý vị thấy truyền thông Việt Nam đến bây giờ họ vẫn không có ghi tên đầy đủ của hai cái người này nhưng mà thật sự ra không nói thì tất cả công chúng cũng biết à, cái ông nhạc sĩ là Hồ Hoài Anh còn cái anh diễn viên thì là Hồng Đăng đó thì theo như cái tờ báo ở Tây Ban Nha cho biết là từ sau khi bị bắt thì hai cái người này đó là dùng cái quyền im lặng thuê luật sư từ đó cho đến bây giờ họ nhất định họ không nói một lời nào cả và um, được tại ngoại với cái việc đó là tòa án tịch thu passport của cả hai à, và sau hơn đúng một tháng rưỡi thì mới hôm thứ tư ngày 3 tháng 8 đó phía à, tòa án ở Tây Ban Nha chính thức trả lại passport cho hai người này và cả hai đã ngay lập tức à, bút vé máy bay và lên uh, sân bay về Việt Nam thì à, đến ngày hôm qua đó ông Thứ trưởng Bộ Văn hóa ở Việt Nam là ông Tạ Quang Đông à, ông này chính thức trả lời với truyền thông là tối ngày 7 tháng 8 hai người này đã gọi cho ông và nói là họ đã về đến Việt Nam an toàn nhưng mà không nói thêm bất cứ thứ gì khác nữa thì bây giờ đến cái chuyện mà truyền thông Việt Nam và kể cả bộ văn hóa đó cũng nói là cái chuyện xảy ra ở Tây Ban Nha còn rất nhiều cái nghi vấn cho nên là bây giờ họ cũng không có nói là hai người này sau khi về Việt Nam sẽ như thế nào và đặc biệt là không hiểu cái lý do vì sao mà truyền thông ở Tây Ban Nha đó họ cũng không có ghi rõ ràng vậy là hai người này đã chính thức được vô tội cho nên mới được trả lại passport và cái vụ công tố viên Tây Ban Nha kể cả cái cô gái nạn nhân mà nói là 17 tuổi người Anh quốc đó vậy là chính thức rút đơn kiện hay là hai người này đã dàn xếp như thế nào thì thật sự là bây giờ còn rất nhiều các câu hỏi. À, thế nhưng có một cái chuyện đó là bây giờ ông à, thứ trưởng Bộ Văn hóa nói là hai người này đó là nằm ở trong biên chế của chính phủ, à, ông à, diễn viên Hồng Đăng đó thì thuộc quản lý của nhà hát kịch Hà Nội, còn ông à, Hồ Hoài Anh thì là giảng sư của Học viện Âm nhạc Quốc gia và hai người này sẽ bị phạt bởi vì cái chuyện mà họ đi du lịch qua Tây Ban Nha đó, họ không có báo lên hai cái sở làm cho nên là sẽ bị à, xử phạt gì đó không biết à, ông này ông nói là trong cái trường hợp mà nặng đi đến một tháng rưỡi mà không nói như vậy đó à, nặng nhất là có thể là bị đuổi nhưng mà bây giờ sẽ xét theo cái tình trạng là hai người này à, bị kẹt cái chuyện gì đó bất khả kháng cho nên là một tháng rưỡi qua mới không có báo cáo thì có thể là giảm nhẹ thì bây giờ không biết cái số phận hai ông này về việt nam đó sẽ như thế nào nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là cái chuyện là đạo đức của hai người này rất là có vấn đề đi du lịch với vợ con nhưng mà lại có quan hệ tình dục hay là có hiếp dâm hay không bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được bởi vì các cáo trạng đã bị hủy bỏ rồi. Cái vấn đề chính ở đây mọi người đều nói rằng bởi vì cái chuyện quan trọng nhất là mặc dầu cô gái khai là bị hãm hiếp. nhưng mà những cái tình tiết mà bên phía luật sư hoặc là công tố viên Tây Ban Nha đó là họ thấy rất khó bởi vì sau đó chỉ một ngày hôm sau là gia đình rời khỏi Tây Ban Nha về lại Anh rồi Thì trong thời gian qua bên phía Anh Quốc họ có tiếp tục truy tố Và điều đó đã cho thấy rằng gia đình cô gái này uh, Chưa kể đó là bởi vì mình không biết rõ Có vấn đề trao đổi để mà bồi thường hay không à, Bên hai người có đồng ý trả 500 ngàn, một triệu, vài triệu đô la Để bằng mọi giá bỏ cái vụ này đi Thì mình không nghe tới cái chuyện đó À tuy nhiên cũng có thể là cô gái không có truy tố nữa vì xem cái chuyện này là chuyện xấu hổ cho gia đình cũng không muốn đi tới cái việc mà bởi vì muốn truy tố cô phải bay sang Tây Ban Nha để làm nhân chứng nếu đưa ra bồi thẩm đoàn thì tất cả những cái chuyện đó cuối cùng thì bởi vì không có đầy đủ cái tình tiết rồi bằng chứng để truy tố thì uh, rốt cuộc họ không thể nào giữ lâu được À, cho nên à, phải trả tự do cho hai nhân vật này à, chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177 ý hoàng trọng thùy trở lại với tất cả quý vị khán giả trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo thảo ý có đề cập đến chi tiết mới nhất liên quan đến hai người nghệ sĩ hồ hoài an và cũng như là hồng đăng thì bây giờ chính thức hai người đã về việt nam rồi câu hỏi đặt ra là trong thời gian sắp tới khán giả ấy mộ có tiếp tục ủng hộ hai nhân vật này nữa hay không rồi chuyện gia đình của hai người này như thế nào nhưng mà bởi vì sao chúng ta thấy rõ là bởi vì không bị truy tố ở tây ban nha và vì thế hai người không có tội về mặt đạo đức thì ai cũng biết ô oh, à, hai cái anh chàng này đi sang ngoại quốc rồi đi chơi bời rồi, cũng không phải là đi thuê gái mãi dâm rồi bị bắt. À, đi với một thiếu nữ và dụ cô ấy về khách sạn và ba người với nhau thì cái chuyện đó là vấn đề đạo đức sẽ bị xét tới. Về mặt chính thức hồ sơ pháp lý thì không có gì cả, hai người vẫn là vô tội. Cho nên à, À, chỉ bị xét về cái tội à, đi à, không báo cáo đại khái là như thế thôi thì vấn đề trong thời gian sắp tới chúng ta xem coi khán giả rồi các công ty đã từng ký kết hợp đồng làm ăn quảng cáo rồi à, hồ hoài an là một nhân vật viết nhạc soạn các chương trình các hợp đồng sẽ còn nữa hay không thì à, đó là chuyện mà trong nước sẽ còn tiếp tục bàn thảo trong thời gian tới Thế nhưng ở tại Hoa Kỳ này, thưa quý vị, một trong những quan trọng, điểm quan trọng mà sáng nay thì ai cũng nói là bên một chiến thắng mới cho chính quyền của Tổng thống Joe Biden là sau khi tối ngày hôm qua Thượng viện 50-50, 50 thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa bỏ phiếu chống, nhưng mà 50 thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ đồng thuận. Cho nên khi thời điểm này xảy ra, thì phiếu của bà phó tổng thống là ở tòa bạch ốc rất quan trọng bị phá vỡ được cái thế bế tắc khi mà cả hai bên không đồng thuận thì ngày hôm nay các chuyên gia họ đưa ra bản phân tích để cho thấy tại sao là chiến thắng bởi vì trong nỗ lực này mặc dầu cái trong suốt cả hai năm trời vừa qua đó ông Joe Biden cố gắng tìm cách thông qua được những cái ngân sách một mặt đó là Hỗ trợ cho những cái đề xuất mà ông đưa ra liên quan đến bảo vệ môi sinh. Mà trong đó sắp tới đây những quý vị nào mua xe điện đó sẽ tiếp tục nhận được cái sự hỗ trợ thuế khấu trừ từ chính phủ. Bởi vì trong cái ngân sách mới nhất và người ta cũng sẽ trong chờ là Hạ viện thông qua bởi vì Hạ viện nằm trong tay dân chủ kiểm soát. Ông Biden sẽ ký. Họ nói rằng đây là dự luật mang tên Inflation Reduction Act, dự luật liên quan đến giảm lạm phát. Thì họ nói rằng bởi vì một trong những điểm đáng chú ý nhất đó thưa quý vị, từ khi mà ông Biden vào tòa bài ốc đó, ông nói rằng um, các đại công ty Hoa Kỳ đã không đóng thuế một cách công bằng và từ đó ông thảo luận với các quốc gia trong đó khối châu âu để đồng thuận đi đến việc tăng thuế cho các đại công ty ở cái mức gọi là tiêu chuẩn 15% corporation tax thì bên phía quốc hội đó, hoa kỳ hy vọng với 15% thuế này từ xưa tới giờ không có mà nhất là từ thời ông trump còn không những tăng thuế mà còn giảm thuế nữa cho nên Hoa Kỳ không có thu được cái nguồn thuế này để hỗ trợ vào trong cái tiến trình giảm thiểu ô nhiễm môi sinh. Cho nên nói là inflation reduction, reduction giảm lạm phát, nhưng mà trên thực tế đó là tăng thuế cho các đại công ty. Bởi vì nếu không có tăng thuế thì tiền đâu ra để mà hỗ trợ cho các chương trình của chính phủ, trong đó kể cả việc mà hỗ trợ cho những người lợi tức thấp và có bảo hiểm, giữ được bảo hiểm y tế của họ nữa thưa quý vị. Cho nên có nhiều cái chi tiết liên quan đến dự luật này và Hạ viện sẽ khó lòng mà thay đổi bởi vì nếu mà thay đổi thì phiền lắm. Cho nên bà Nancy Pelosi dự trù sẽ vận động để tránh xảy ra cái tình trạng bế tắc ở Hạ viện. Thêm một điểm nữa, từ bây giờ đến cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 này, đảng Dân Chủ cần có thêm các nỗ lực khác bởi vì cái khuynh hướng nếu lạm phát tình hình còn tiếp tục khó khăn sẽ là một cái điểm mấu chốt cho cuộc bầu cử giữa kỳ. Và liệu rằng Thượng viện có còn nằm trong tay đảng Dân Chủ hay không, rồi kể cả Hạ viện nữa. Người ta hy vọng từ bây giờ đến tháng 11 này lạm phát sẽ giảm, cộng thêm với cái dự luật mà ông Chuck Schumer, lãnh tụ của đa số của đảng Dân Chủ tại Thượng Việt đó, gọi là giảm lạm phát. Thì nỗ lực của chính phủ muốn cho người dân biết được là chúng tôi đang cố gắng giảm lạm phát và lạm phát sẽ giảm. Mà nếu từ bây giờ đến tháng 11 này mà giảm phát, lạm phát thực sự mà giảm mọi thứ trở lại không phải là từ thời 2019 nhưng mà ít nhất trở lại với năm 2020 hoặc là 2021 xăng dầu rồi à, mọi thứ à, tiêu thụ của người dân. Chưa kể là với à, vài trăm tỷ Mỹ kim trong cái dự luật về giảm lạm phát này sẽ hỗ trợ thêm nữa cho nền kinh tế Mỹ nhất là những người trung lưu trả xuống. Dạ, vâng, thưa quý vị à, cũng nhân về cái chuyện đó là cái à, gói cứu trợ à, gọi là inflation reduction act của à, chính phủ tổng thống Joe Biden đưa ra. Nhưng mà có một cái vấn đề đó là phía chính phủ thì muốn là à, đưa ra một cái uh, giống như một cái giá cho tất cả các um, bảo, hãng bảo hiểm bán insulin đặc biệt là liên quan cái những người mà bị uh, tiểu đường đó thưa ừ. quý vị là họ rất là cần cái này nếu mà không có cái này thì có thể là bị chết thì bây giờ đó hoa kỳ mặc dù là uh, có thể nói là quốc gia hàng đầu ở trên thế giới về tự do rồi tất cả nhưng mà cái hệ thống y tế của hoa kỳ thì lại có vấn đề nhất so với tất cả những quốc gia tiên tiến hiện nay đó là giá của tất cả các thuốc men cao hơn Canada rồi không nói đến châu Âu. Ừ. Người châu Âu họ không có cần phải bỏ tiền mua thuốc vân vân mà cao hơn các quốc gia khác cả uh, 20 đến 30 lần mà tất cả là đều do phía các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa họ uh, giống như là nhận cái tiền lobby của các công ty dược phẩm đó thưa quý vị cho nên là khi mà họ vào được những cái vị trí ở trên chính trường thì họ phải đưa ra những cái dự luật à, bảo vệ cho các công ty dược phẩm này mà bảo vệ bằng cách là để mặc cho các công ty này muốn bán cái giá bao nhiêu thì bán và đặc biệt là Hoa Kỳ không cho người dân mua insulin hay là những cái loại thuốc khác mà nhập cản từ châu Âu hay là ừ. Canada qua quý vị thấy đây là có một nghịch cảnh nó nó rất là kỳ khôi vô cùng thì bây giờ đó trong cái gói mà Inflation Reduction Act của chính phủ muốn là mỗi một tháng một bệnh nhân bị tiểu đường chỉ phải trả 35 đồng cho hãng bảo hiểm uh, cho hãng uh, dược phẩm mà thôi. Còn hãng bảo hiểm uh, dược phẩm họ có thể bill lại cái hãng bảo hiểm uh, một số tiền nào nữa. Nhưng mà cái uh, cái cái dự thảo này đó đã không có qua được thượng viện tại vì mặc dù là có 50 thượng nghị sĩ của Đảng uh, dân chủ đó, họ bỏ phiếu uh, uh, đồng thuận và cộng thêm đến 7 người thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa nhưng mà chỉ có 57 phiếu mà thôi, trong khi cần đến 60 phiếu để mà cái dự luật này được thông qua và một lần nữa cái việc mà xét uh, một cái giá uh, nói chung là affordable cho người dân đó lại tiếp tục bị thất bại. Cái chuyện này diễn ra suốt hàng nhiều năm trời mà có thể thấy được đó là uh, các công ty dược phẩm cứ mỗi khi mà họ nghe được những cái dự thảo luật này của Đảng dân chủ là họ lobby tràn trề rồi họ bỏ ra hàng tỷ mỹ kim họ đăng những cái quảng cáo ở trên các đài vân vân và để, để giống như là uh làm rối loạn cử tri đó tôi có vị có những cái, cái 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 quảng cáo nó không đúng sự thật họ hâm dọa cử tri là nếu mà bỏ phiếu cho cái dự luật như thế này vân vân thì sẽ khiến cho à, thuốc không ra được rồi giá sẽ càng tăng lên thật sự nó không phải như vậy ừ. à, cái vấn đề ở đây đó là rất nhiều người bây giờ trung bình một người mà bị à, tiểu đường với có bảo hiểm luôn rồi họ vẫn phải trả tiền túi yeah. ra từ năm cho đến bảy ngàn một năm để mà mua insulin giữ mạng. Thế nhưng có một tiểu bang có thể sẽ là tiêu chuẩn về tiểu đường cho tất cả các tiểu bang khác. Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Cheezy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabinet Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 7148941177. trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo thảo yên đề cập đến tình trạng thuốc insulin chích vào đặc biệt là những người có tiểu đường type 1 là phải chích insulin để điều chỉnh cái lượng đường trong máu không có là chết thưa quý vị và bản tin ghi nhận năm 1995 một liều insulin chỉ có giá là 25 đồng mà thôi mà họ nói rằng nếu mà lạm phát tính ra thì đến cho đến phút này đó một cái liều insulin là khoảng nếu mà cho là 100% lạm phát từ năm 1995 đến giờ đó nó vào khoảng chỉ có 50 thậm chí lên tới 75 đồng là nói tốt nhất. Thế nhưng giờ đây thì mỗi một liều insulin có nơi chạc tới 300 hoặc là 400 đô la. Và vì thế không thể chấp nhận được với cái tình trạng này Và những người mà họ có insulin Họ vẫn phải tiếp tục bỏ tiền túi ra để chích mỗi ngày Thì đó là lý do mà điểm đáng chú ý thưa quý vị Trong vòng 30 năm qua đó là theo luật ở California và FDA cho phép Những nhà thuốc Tây mà sản xuất insulin hoặc là các loại thuốc khác đó, Sau một thời gian thì expire Cái giấy phép là không còn nữa Và khi mà expire thì các hãng khác họ được quyền chế ra các loại thuốc và họ gọi là generic nó cũng có tác dụng tương tự như novolog vân vân nhưng mà cái loại thuốc generic này mọi người vẫn uh, sử dụng và qua đó california trong vòng năm nay đang tiến tới việc chế tạo insulin riêng cho california california với 40 triệu dân là một tiểu một tiểu bang có cái hệ thống y tế có thể nói tốt nhất ở tại hoa kỳ này và chưa kể nữa thưa quý vị cũng tốn kém rất nhiều bởi vì dân số đông và số người bị tiểu đường ở california cũng cao mặc dù không cao nhất nhưng mà cũng gây tốn kém cho hệ thống y tế của california vì thế ông thống đốc Gavin Newsom hai tuần trước đây đã từng tuyên bố California bắt đầu xây dựng nhà máy họ đang tiến trình thưa quý vị đã có ngân sách rồi, xây dựng nhà máy để sản xuất riêng và ông Joe Biden tổng thống Biden cũng đã từng sang California và thảo luận và ông tìm kiếm một cái phương pháp nào đó giúp cho các tiểu bang khác cũng xây dựng cái hệ thống để tự tạo ra thuốc riêng generic cho người dân của tiểu bang và thì thế sẽ là một điểm đáng chú ý và các chuyên gia họ nói sẽ gây ảnh hưởng rất mạnh tới thị trường insulin trên toàn quốc Hoa Kỳ này. Và một khi mà California sản xuất rồi đó thì các công ty dược phẩm sẽ không thể nào tiếp tục là đánh với cái giá mà khủng hoảng như hiện nay họ nói lên cả ít nhất là 1.000% từ 1995 đến giờ và um, quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị cảnh sát ở tại thành phố Albuquerque của tiểu bang New Mexico đang uh, điều tra một cái vụ án mà bây giờ nghi phạm có thể là một kẻ uh, giết người hàng loạt là bởi vì uh, từ năm ngoái cho đến uh, năm uh, đến bây giờ đó ở riêng cái thành phố này đã có bốn người đàn ông theo đạo hồi bị giết chết mà bây giờ cảnh sát nghĩ là tất cả có liên quan đến nhau uh, theo cảnh sát cho biết đó là và cái vụ đầu tiên là một người đàn ông gốc đạo hồi bị giết vào tháng 11 năm 2021 và sau đó đến tháng 7 năm ngoái thì một người thứ nhì nữa bị giết và đến thứ hai tuần trước cái người thứ ba và rồi cái vụ mới nhất là hôm thứ sáu tuần trước tổng cộng bốn người mà riêng ở tại thành phố Albuquerque đó thì phía cảnh sát cho biết là có dân số là 2 triệu người thì người gốc đạo Hồ đó chiếm chưa đến một phần trăm mà đến bốn người ở cái cộng đồng này bị giết là một cái con số rất là nhiều cho nên nó gây ra một cái sự chấn động và bây giờ cảnh sát sau một khoảng thời gian điều tra đó thì họ đưa ra hình ảnh à, nhờ công chúng là họ đang truy lùng một cái chiếc xe Volkswagen à, Jetta bây giờ đó thì không biết là đời mấy nhưng mà nghĩ là đời từ năm 2011 đến 2018 mà như quý vị thấy đó bây giờ cảnh sát cho biết là cái chiếc xe này xuất hiện ở trong cái những cái camera của ít nhất hai hiện trường án mạng cho nên họ nghĩ là đây là cái chiếc xe gây ra án nhưng mà bởi vì tất cả bốn cái cửa sổ đều tinted đó cho nên là và đến bây giờ cảnh sát vẫn không nhìn ra được người lái xe là đàn ông hay là phụ nữ và trên xe có bao nhiêu người thì đến sáng ngày hôm nay đó bà thống đốc của New Mexico cho biết là bà cũng đã cử thêm state police đến cái thành phố này để mà giúp sức điều tra cái vụ án này. À, trong khi đó thì à, tin liên quan đến tình hình quốc tế và đặc biệt ở Ukraine, ông à, tổng thống à, Vladimir Putin của Nga à, đã ghé qua Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận với ông à, tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ. À, trong cái chi tiết đó là rõ ràng bên phía Putin muốn Thổ Nhĩ Kỳ ngừng bán những cái chiếc máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ cho Ukraine. Và khổ nỗi thưa quý vị Bên phía Nga họ cũng muốn mua những cái loại máy bay không người lái này nữa Và trong chúng tôi đã từng tường thuật gửi đến quý vị đó Một trong những kỹ sư mà thiết kế máy bay không người lái có khả năng tấn công đó Loại nhỏ thôi Giá khoảng 1 tới 2 triệu một chiếc thôi Nhưng mà cái người kỹ sư của Thổ Nhĩ Kỳ đó là người học ở Mỹ này Tốt nghiệp MIT ở Mỹ Xong về mở công ty riêng và hợp đồng thầu khoán và trong thời gian qua bán phần lớn những máy bay không người lái cho Ukraine tấn công vào Nga. Một trong những nỗ lực của ông Putin thứ nhất sang à, Thổ Nhĩ Kỳ để nói chuyện à, để mong rằng Thổ Nhĩ Kỳ ngừng bán các máy bay không người lái và kể cả vũ khí nữa cho Ukraine thậm chí ngược lại còn cung cấp cho phía nga để đổi lại nga sẽ có thêm các hợp đồng từ ngũ cốc cho tới dầu hỏa để bảo vệ được tới cái tình trạng mà lạm phát đang gây ảnh hưởng rất lớn đến thổ nhĩ kỳ này thì hiện nay chưa biết được hai bên có thỏa thuận với nhau về cái kế hoạch này hay không nhưng mà bản tin ghi nhận đó bên phía Nga bây giờ đang rất là chật vật thưa quý vị. À, bản tin nói rằng đến giờ phút này các chuyên gia nói đó, một trong những loại vũ khí hiện đại và nguy hiểm nhất của Hoa Kỳ là hệ thống HIMARS. H -I -M -A -R S Hệ thống này viết tắt từ chữ pháo đài có hỏa tiễn tầm ngắn, tầm trung, không quá 50 dặm. Nhưng mà trong thời gian qua đó phía Ukraine họ đã sử dụng phối hợp với GPS định vị máy bay không người lái cho nên tấn công và nhà kho khu vực tiếp tế mọi thứ của Nga đã bị loại high Mars này tấn công và phá hủy rồi à, hệ thống tiếp tế nhiên liệu rồi vật liệu nhu yếu phẩm cho các quân Nga để vào cái thành phố khe son cũng đang bị ảnh hưởng nặng cho nên tình hình càng ngày và Hoa Kỳ mới đây là tiếp tục nghĩa là cung cấp vũ khí cho phía Ukraine và vì vậy họ tin tưởng với cái can đảm và cái cách uh, tấn công uh, chiến tranh du kích chiến tranh sử dụng với vũ khí này từ châu Âu, Anh Quốc, Ba Lan và Hoa Kỳ cung cấp họ hy vọng rồi thì ông Putin sẽ phải tiến tới cái việc mà thương lượng với phía Ukraine. Và thưa quý vị, cập nhật thật nhanh là cảnh sát ở tại thành phố Windsor Hills nơi mà tuần trước xảy ra một cái vụ tai nạn xe mà đụng đến 6 xe rồi đến 6 người chết rồi 8 người bị thương đó. Phía cảnh sát cho biết họ đã hôm thứ sáu chính thức bắt giữ người phụ nữ lái chiếc Mercedes à, Cô này là Y tá có cái tên là Nicole Loren Linh, 37 tuổi, um, và cô đã chính thức bị truy tố 2 tội đó là mưu sát uh, bằng xe và tội gross negligence là chắc là um, uh, cái gì? sơ xuất mà gây chết người dạ vâng thì được biết là mặc dù là truyền thông đó họ không có đăng ảnh nhưng ừ, mà yeah. cộng đồng mạng họ đã tìm ra được bởi wow. vì cô này cổ có bạn bè rồi đồng nghiệp với lại cái chuyện này đó họ mọi người họ bất bình là cô này cổ uống rượu rồi cổ lái xe và đặc biệt phía cảnh sát cho biết là khi mà chuyện mới xảy ra đó thì họ nói là cái chiếc xe lái với vận tốc là 50 dặm một giờ nhưng mà thật ra wow. bây giờ họ cải đính chính lại là cô này cổ lái đến 100 dặm yeah. một giờ dạ vâng và mỗi thứ hai chúng tôi đã tiếp anh Anthony Để gửi đến quý vị tin tức liên quan đến hồn bao Của quý khách tính giả vấn đề đầu tư mà quý vị cùng theo dõi và tạm chia tay với Thảo Yên Xin cảm ơn anh và kính chúc quý vị đầu tuần Làm việc thật nhiều sức khỏe Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị Công ty 405 Cabinets Chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Jin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 6 6. Bán số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177 Mỗi thứ hai hàng tuần chúng tôi lại có phần nói chuyện với anh Anthony về khoản mục đầu tư và tài chính. Rồi chào anh Anthony ngày hôm nay. Rất lên chào anh. Xin chào quý vị. Tình hình bây giờ nó đỡ hơn rồi. <laughs> anh thấy à? à anh, anh quay trở lại và thấy rằng lạm phát người ta tin tưởng sẽ kiềm chế được. À, rồi à, à, vấn đề mà hỗ trợ của chính phủ. Ừ. Nhưng mà nhìn chung á, tình hình đầu tư nó còn rủi ro hay không hay lúc này nên đầu tư vào nào? <cười> à, <cười> theo những cái mà dữ liệu của lạm phát hồi cuối tháng 6 nó lên là 9.1% không? Mà cũng nhờ cái, cái cái kinh tế cũng nhờ mấy cái mà earning uh, season yeah. Yeah, Những công ty cũng khai Vẫn được lợi yeah. à, bởi vậy mới đó. Nhiều công ty họ nhờ lạm phát mà họ yeah. kiếm lời được. trong trong cái lịch sử của đầu tư đó chưa có bao giờ mà như trường hợp này. Yeah. Anh thấy uh, employment là fully phải yeah. không? Yeah. Nhưng mà cái productivity tức là cái năng suất đó nó lại giảm, mm. GDP hai quý liên tục giảm, Bị giảm. Yeah. chưa bao giờ nó có như vậy, à, thì có một số nói là đã recession, mm. có một số nói là mới có soft landing thôi, <laughs> à, nhẹ nhẹ. <laughs> yeah. <vậy>. thì uh, <laughs> uh, hồi nãy anh có nhắc là ông Biden có một cái uh, uh, cái gọi là uh, anti inflation act gì? Đó. Yeah, vâng. là vâng, thì reduction này, inflation yeah, reduction, yeah, reduction act. thì hôm yeah. nay thì Anthony cũng 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 tương tự như vậy cũng chia sẻ một cái chiến lược mà đầu tư chống lạm phát. À dạ nó có thể gọi là một cái danh mục đầu tư uh, fortress mm. dạ, là pháo đài. Yeah. Dạ. À, thì trước khi vào cái danh mục đó thì Anthony có hồi cuối tháng 6 Anthony có chia sẻ một cái ETF về uh, uh, biotechnology là, yeah. là công nghệ sinh học gì đó. Cái uh, là XBI Yeah. lúc đó là Anthony mua vào là kiên 76 đồng 80 xu, ừ. bây giờ là 93 đồng rồi anh thấy không? Chưa yeah. chưa này một tháng nó lên 20% rồi. Những cái đầu tư như vậy nó nó không có liên hệ với lạm phát hay là thị trường yeah. lên thị trường xuống. Thì cái danh mục đầu tư mà Anthony chia sẻ đó là nó đa dạng hóa tám cái khu vực. Ừ. Mà Anthony chia sẻ phần nữa. Còn phần nữa à. thì dành cho quý khách mới nếu mà cho văn phòng cơ hội so sánh bảo hiểm nhà và xe vâng <laughs> thì cái portfolio này đó thứ nhất là chống lạm phát này thứ hai là không có dự đoán kinh tế không có tính toán thời điểm không phải nghiên cứu mà lựa chọn cổ phiếu em đồng thời cũng không dính líu về chính trị nữa đồng thời là giảm rủi ro này increase profit là tăng lợi nhuận boost income là tăng thu nhập rồi giảm cái chi phí này rồi giảm thuế này thì nó có nhiều tính chất đó thì trong cái portfolio này nó chú trọng vào ba cái điểm yếu tố là growth, income với lại peace of mind, ừ. tăng trưởng thu nhập với lại yên tâm. Dạ. Yeah. Thì cái khu vực đầu tiên đó là vào cái utility uh, cái ký hiệu của cái ETF này là XLU khi Ai mình cũng nói... phải xài điện, xài nước, xài à, ga. Anh phải trả tiền điện, tiền nước. Dạ, yeah, không có lên xuống sao cũng phải xài. <laughs> đúng rồi, đúng rồi. Đó, yeah. Thì uh, cái, XL, cái ETF thì ETF là anh không phải lựa chọn cổ phiếu. Nó đúng. đã uh, gom bao nhiêu. Gom các... bao nhiêu các công ty lại. Yeah. Cho nên cái ETF là như thế thưa quý vị. Yeah, ETF là cái chi phí giảm xuống yeah. rồi có thể giúp giảm thuế. Đó, ừ. Thì cái XLU này là công ty nhiều <laughs> những công ty đại diện tích lớn là như là Next, uh, Next Era Energy, Duke Energy, Southern Company là những công ty cũng như là uh, cái tiền lời cổ tức trả cái chương trung bình là 2.9% yeah. vâng. <laughs> Rồi khu vực kế tiếp đó là về Healthcare Select Sector ký hiệu là XLV không cần biết là thị trường lên hay thị trường xuống mm. khi mà anh cần uh, uh, y tế giúp đỡ anh phải yeah. tìm thôi và thì uh, có nhiều công ty chẳng hạn như là Johnson Johnson, United Health, Pfizer, mm. rồi Abbott Lab, em mm. cái tiền mm. lời nó cái chừng một rưỡi percent là khu vực kế là uh, Consumer Staples Select Sector uh, uh, XLP cũng liên quan tới những cái món nhu yếu phẩm mà chúng ta vẫn phải mua hàng ngày đúng. hàng tuần không cần biết là giá lên anh phải mua anh phải thôi. mua đúng thôi đó. kem đánh răng bàn chải đánh răng đường đúng. Đúng. Đại. Đại loại giấy đúng đi đúng. cầu <laughs> yeah. à, những công ty lớn chẳng hạn như là Procter Gamble như nói là những cái Đấy, sản Procter phẩm yeah. à, Coca-Cola Pepsi Walmart với Costco lúc nào anh cũng Costco, Costco, yeah. phải đi thôi yeah. à, khu vực kế tiếp á, là uh, Uh, về uh, I, no, share. I, I share, I share, prefer oh. income security là chuyên môn mà đầu tư vào những prefer stock hmm. uh, là 90% uh, hầu hết là uh, công ty của Mỹ không mà về uh, sector là 60% về tài chính về financial còn có chừng 25% về industrial đó, hmm. uh, uh, cái uh, lợi tức là dividend là cái chừng 5.1 Wow. Yeah cái đó là bốn cái khu vực còn bốn khu vực sau là uh, dành cho những khách hàng uh, mới cho cơ hội văn phòng để so sánh bảo hiểm nhà bảo hiểm xe. Dạ. Yeah. Yeah. Cho nên uh, <laughs> quý vị theo dõi uh, nếu mà sợ mua cổ phiếu bởi vì cổ phiếu thì lên thì cũng giữ lắm mà rớt thì cũng thê thảm. Dạ. Yeah. Thì bây giờ những cái công ty này họ gom hết tất cả các khu vực kỹ nghệ chẳng hạn như là nhu yếu phẩm thì họ gom những cái công ty bán đường nước mọi thứ lại gom lại thành một cái etf thì đó là lý do mà anh anh giới thiệu mình mua như vậy cái rủi ro nó ít hơn nhưng mà ngược lại đó nó không có lên đó là yeah. một cái bức ghê gớm yeah. anh hả? bởi vì cũng không xuống là, quá nhiều là yên tâm <laughs> yeah. nó làm cho anh ổn định hơn yeah. và mặc dù quý vị thấy đầu tư như vậy nó chậm tăng nhưng mà ít nhất khi mà xảy ra như trường hợp chúng ta thấy là À, hơi có suy thoái chút xíu không nói hoàn toàn là suy thoái nhưng mà ít nhất những cái những cái ETF này nó bảo vệ được cái nguồn đầu tư của dạ. mình có giảm nhưng mà không có như là anh anh ôn cổ phiếu anh làm chủ và cổ phiếu dạ, thì cũng cũng gần đây đó thì có một số khách uh, cũng có liên lạc với Anthony là nói là cái công ty mà Anthony chia sẻ công ty mà chưa ra Uh, ah, IPO đó, yeah. thì công ty là cái gọi là Medex, yeah. and cái ký cái, cái hiệu đã dành rồi là MXRX gì đó. Uh -huh. Anthony không phải là người đại diện công ty đó, yeah. Anthony là cũng một trong người đầu tư như quý vị thôi. Uh -huh. thì Anthony đã theo dõi công ty này từ chừng 2015, 2016 uh -huh. mà đã đã mua nhiều lần rồi. Thì quý vị nên biết là một công ty nhỏ mà muốn lên sàn để mà uh, public cái IPO đó là chứng minh là có sản phẩm là bán được lời. Yeah. không? Rồi có đủ khả năng để mà cái 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 process để mà lên IPO. Ừ. Mm. thì trong cái thời gian nó từ ít nhất là 7 đến 10 năm chứ không phải là 1 2 năm. Thì Anthony đã theo dõi cái chừng 5 năm 7 năm 7 năm rồi. Phải cho nó một thời gian chứ không phải là ồ oh, tại sao ờ uh, lâu quá không lên IPO ok yeah. Anthony vừa mới giới thiệu hồi năm ngoái thôi, tức là chưa đầy một năm nữa. vâng, yeah. thì phải nhẫn nại, phải kiên nhẫn. với lại đầu tư vào những cái công ty mà mới như vậy đó là phải chấp nhận cái rủi ro. Yeah. có có thể là không ra IPO thì cái số tiền mình đầu tư vào là mình sẽ mất hết. Yeah. vâng, khi mà ra IPO có thể mình lời, lời ít hay là nhiều, đó là như vậy. Nó khác với lại những cái đầu tư cổ phiếu mà đã có rồi hay là những cái uh, Mutual Fund ETF yeah. Cái đó thì mặc dầu uh, nó có thể là yên tâm hơn nhưng mà Khi mà đầu tư vào những cái nó gọi là uh, Pre IPO đó ừ. là phải cho một thời gian yeah. Có những công ty đến mất 10 năm Vâng. Phần uh, oh, yes. trung bình 7-10 năm họ mới thành đạt được bởi vì không đơn giản nộp giấy phép là một lẽ nhưng mà họ phải theo dõi bởi vì họ tránh những cái chuyện mà lừa đảo thôi yeah. à, quý vị liên lạc với anh Anthony để biết thêm chi tiết liên quan những cái ITF mà ngày hôm nay anh uh, trình bày à, và đó là phần uh, tài chính ngày hôm nay cảm ơn anh rất nhiều ạ dạ yeah. cảm ơn xin kính chào mời quý vị vào trong trang nhà lưu tv com và nếu vào youtube xin nhớ nhấn nút subscribe xin trân trọng kính chào